Được chưa? Hiện tại mình và mẹ đang chuẩn bị đi vào thành phố New York. Đây là một trạm thu thuế. Khi vào New York thì thường cái thuế xe khá là cao, lúc đi ra và đi vào. Trên xe Peter Pan, mặc dù đang có dịch corona, dịch cúm, chủng corona mới, nhưng mà không ai đeo khẩu trang cả. Tại thì mình đang ở dưới hầm. Nhìn không rõ lắm. Mình và mẹ mới xuống xe bus. Đây là vẫn ở dưới lòng đất, chính xác. Chút nữa thì mình và mẹ sẽ đi subway, đi đến chỗ cảng ferry để đi ra tượng nữ thần tự do. Hy vọng là mình sẽ kịp thời gian. Đây là mình và mẹ đang đi ở cái Port Authority. Cái này ở New York được xây rất lâu rồi nên là đi lại ở đây tương đối khó. Chỉ dẫn cũng không được quá là rõ ràng. Bây giờ mình và mẹ sẽ đi, thay vì đi thăm tượng nữ thần tự do thì sẽ đi qua Times Square trước, quảng trường thời đại trước. Ok, mình và mẹ đang đi tới Times Square. Phía trước đây là quảng trường thời đại. Mình và mẹ đang đi tới. Đây là khung cảnh New York. Đây là mẹ vừa nhìn thấy những người mặc bộ đồ custom. Mẹ rất là thích. Đó. Ok. Mẹ đang đứng cạnh Bubblegum Shrimp Corporation. Đây là tên của cái công ty do Forrest Gump, trong phim Forrest Gump họ có. Mẹ đang ngắm quảng trường thời đại và có vẻ khá là thích thú. Nhìn thấy rất là nhiều tòa nhà đẹp, rồi những cái màn hình lớn. Đây là khung cảnh của quảng trường thời đại. Đây, mẹ đang đứng ở đây. Mình và mẹ đang ở dưới tàu điện ngầm. Bắt tàu điện ngầm đi đến South Ferry, đến nơi để bắt tàu ra tượng nữ thần tự do. Đây là lần đầu tiên mẹ đi tàu điện ngầm. Đây là mẹ Hương đang ở trên tàu điện ngầm. Trên tàu thì mọi người cũng không ai đeo khẩu trang cả, mặc dù là đang có dịch. Đó. Thấy lần đầu tiên mẹ đi tàu điện ngầm, mẹ thấy thế nào? Mẹ thấy thoải mái và êm. Thoải mái và êm. Mẹ đang xếp hàng đi ra tàu. Đây là cảnh xếp hàng. Mặc dù là mùa đông cũng như là đang có dịch bệnh nhưng mà cũng khá là đông. Tương đối là cũng không đông bằng những ngày thường. Đây, mẹ quay ra đây nè. Đúng rồi. Mẹ có hồi hộp không? Đi đi. Hiện tại mình và mẹ đang ở trên tàu đi ra tượng nữ thần tự do. Đây chính là cảnh New York. Và phía xa xa kia đấy là tượng nữ thần tự do. Đó. Thấy háo hức không?
tự do đây. Đó. Mẹ ơi. Mẹ. Mẹ ơi, nhìn vào đây. Nhìn ra đây nào, mẹ ơi, nhìn ra đây nào, đó, đấy, được rồi, bây giờ mẹ nhìn dần tự do đi. Thuyền đang chuẩn bị cập bến. Những cái người họ lại xếp hàng họ lại đi lên, và cái thuyền này nó sẽ đi ra một cái đảo nữa là đảo Ellis Island. Nhưng mà trong cái buổi đi ngày hôm nay của mình ấy, mình sẽ bỏ qua cái đảo đấy, vì đảo đấy nó chỉ mang tính là lịch sử nhiều hơn, không có phải tìm hiểu mình thấy nó hay, còn không thì cũng không thấy hay lắm. Mình và mẹ sẽ đi, vừa mới đáp xuống hòn đảo, bây giờ sẽ đi ra chỗ tượng thần tự do. Đó. Đẹp không? Đây hả? Mẹ ơi, quay đây. Nào, đó, đây là mẹ đang đứng, mẹ đang đứng trước mặt của tượng nữ thần tự do. Bây giờ mình và mẹ đang xếp hàng để chuẩn bị lên tàu quay về đất liền. Mẹ nói tạm biệt nữ thần tự do đi. Nữ thần tự do. Rồi. Chán chưa? Đủ rồi. Ăn đủ, xem đủ.